Ồ, nhìn này. Mà không bị đục là siêu. Đây là cổ phi nhá. Siêu đẹp luôn. Siêu đẹp lắm. Cá nó bơi nhiều lắm. Cổ phi của Na Giang. Hôm nay là mình đưa em My Châu Châu Tố My em nhận. Em cũng người gốc Bạc Liêu và hiện tại đang sinh sống tại Sài Gòn. Ngày hôm nay em đấy lên du lịch Cao Bằng đi thăm Bác Bó, thăm suối Lenin và núi Cao Mác. Rất tiếc hôm nay là trời nó hơi mưa. Đây quay này kia là nhà trưng bày. Sao anh? Con suối luôn nhá. Em có vào nhà trưng bày hay là con suối luôn? Em đi từ chỗ trước là đi nên dưới đây mình sẽ đi bộ xuống suối đúng không ạ? À, nó đi cô coi để anh em vào xem là tưởng niệm mình cho chỗ trưng bày tưởng niệm Bác Hồ. Cái chỗ này là bây giờ là họ căng cái này để chắc phải chiều, như là chiều có đông khách du lịch không? Nhưng hôm nay anh thấy nó cũng đông lắm nhỉ? Dạ, tại em nghĩ chắc tại mưa. Dưới này là cái sân chơi này. Dạ. Sân chơi này, đi cột này, xong bập bênh các thứ. Vào cái này có cái bức phù điêu trên tường này mà em không nghĩ là hình như bằng đồng hay không, đúng không em? Bằng đồng ấy. Núi à, phía sau nó sẽ là một cái núi gọi là núi Cát Mát, không phải đâu. Ở dưới này là cái suối Lenin, núi Cát Mát. Chiến dịch biên giới năm 1950 đèn nhấp nháy. Trưng bày lại những cái kỷ vật thời kháng chiến cách mạng. Đấy em nhìn hồi xưa chiến tranh tàn khốc lắm em ạ. Năm 79 năm chạy tàu đánh nhiều người chết lắm em ạ. Vào tháng 2, tháng 3. Sống trong thời kỳ đấy mình mới biết là nó như thế nào em ạ. Lúc đấy anh em mình chưa ra đời. Những cái lịch sử của Cao Bằng này thì 1-2 năm gần đây anh bắt đầu mới tìm hiểu. Cái này em thấy đại tướng Võ Nguyên Giáp nó còn trẻ kìa. Đấy, đây ở giữa này cũng phải này, các đồng chí chỉ huy này, chiến dịch biên giới năm 1950 này, đồng chí Võ Nguyên Giáp, bí thư huyện đảng ủy, chiến dịch biên giới. Ôi, sao nhìn hình bên đây khác nhỉ, nhìn không ra. Em nhìn hình bên đây thì lúc bên đây bác này còn trẻ. Đây, bắt đầu tầm này bắt đầu là thì đấy. Áp giáp này. Đấy, đúng rồi, em nhận ra. Nhìn ấy là hai cái. Lúc này là nhìn. Lúc này là ông này là tuổi trung niên rồi, còn cái này là tuổi bắt đầu còn hai mấy. Yeah. Đấy, tướng trẻ nhất của Việt Nam mà đúng không? À đâu. Đây là Bác Hồ đang
cùng đồng chí Trần Canh. Thứ hai bên phải, đồng chí Quý Ba. Bên trái, cố vấn Trung Quốc tại. Cái này mình không làm ở đây, họ không có làm mà kiểu song ngữ á. Thì sao song ngữ khách nước ngoài họ có hay lên đây mà? Có chứ. Nhưng mà ý là nếu mà họ đi như vậy thì sẽ có cái người hướng dẫn họ đúng không? Sao sẽ dễ trả lời thôi. Có. Chứ tại vì ở đây em biết ra còn là điều tháng trước thì tiếng Việt đó thì có em ạ. Kiểu có. Ví dụ như mấy cái người nước ngoài cần người ta cũng đâu có đọc được đâu mà. Đúng rồi. Tại còn vì mấy cái khu như vậy em thấy mấy chỗ người ta hay ý là một trên là một đúng tiếng rồi. Anh ở dưới là tiếng Việt đấy, cũng là một cái góp ý nho nhỏ cho mọi người nhé. Em nhỉ, em thấy ra bọn em đi mấy cái khu mà có nó có lịch sử như này đúng rồi, thì để mọi người ngoài, người ta cũng hay tới người ta coi để biết đã đúng rồi. Tức là kiểu cũng không phải ai, người ta cũng đi theo tour hoặc có những hướng dẫn. Đi theo tour thì anh thấy nó đi như kiểu nhanh lắm em ạ. Dạ. Chụp ảnh 10 phút, 15 phút. Đấy, lúc bác dâu dài rồi. Đây này, đôi giày vải hồi xưa này em. Ừ. Còn bà bác bó tặng. Năm 61 rồi. Giày vải hồi xưa đấy. Ừ. Nó khác giày bây giờ. Giày bây giờ đóng xịn lắm á. Thì lúc bác cái năm cái bản này, cái dòng chữ này là năm 1961 là bác viết. Thì là vào năm 141 đấy. Đấy. Thì 20 năm trước. Đồng bà bác có mặt tổ chức lễ truy điệu chủ tịch Hồ Chí Minh. Dạ. Thì những cái gì? Chủ tịch bác có là đang đi ở trên khúc đài này luôn nè. Đấy. Dạ, Trung Quốc luôn rồi, nghe đường biên giới luôn. Nói chung là từ bên đấy sang Trung Quốc tầm khoảng 1 cây. Dạ. Thì nếu em có sức thì anh dẫn em lên cột mốc mà. Thì em có đi lên đấy không? Vấn đề là mưa có đi được không chứ? Đi đường bây giờ là đường làm bê tông hết rồi mà em. À, được. Đây là cái xe này, hồi xưa này. Ở trong thị xã cũng có một chỗ gì? Có thị xã gì? Có. Hả? Có một cái màu đỏ rồi. Nó là tí nữa anh dẫn em đến. Nó là chắc là đền Kỳ Sầm. Đền Kỳ Sầm cách thành phố có 5 cây thôi. Tí nữa về mình qua đường đấy. Này cái xe này. Đây này, ở đây nó cũng có tiếng này em. Nhưng mà những cái này là không có nhỉ. Yeah. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và đã thực sự trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh của cả. Đây dòng chữ gì đây? Đồn Phai Khắt, Nà Ngần. Chiến thắng. Trận thắng
đầu tiên của đội Việt Nam tuyên truyền giải phú quân. Ủa là sao? Hình cái hình này là có nghĩa là cái gì ta? Ông này ông đang cầm cái súng ông bắn với cái người dân Việt Nam mình. Thì em nhìn thấy cái lính nón hồi xưa là lính của thời Pháp đấy, nón của Pháp ấy. Nhưng mà ý là người là người Việt mà đúng không, hay là người bên kia? Cái này kể như là quân của cái ông này là ông nói là bên là Pháp ấy. Pháp mới này đấy, nón đấy em, nón xưa các thời Pháp là ở trong Nguyên Bình em. Hồi xưa nếu mà chính ra ấy là cái đường lên Cao Bằng ấy, là đường qua Nguyên Bình đấy, chứ không phải đường hiện tại là em lên đâu. Hồi xưa ấy ông từ nông dân nơi lãnh tụ Hồ Chí Minh nghỉ chân trong chuyến sang Trung Quốc công tác tháng 8 năm 1945. Xưa nhà thô sơ nhà em nhỉ. Ngói mộ này ngói âm dương, cái mộ Kim Đồng, nhưng mà bây giờ là đang xong là nó khác lắm rồi em ạ. Đội trưởng đầu tiên đội Nhi Đồng Cứu Quốc tại làng nhà mà hang Ngọc Yến đấy, đến nơi gặp gỡ lúc anh bảo em ấy. Còn mấy tí hả? Thì lúc của anh ấy đi đầu thì nó gọi là anh Kim Đồng đấy. Bây giờ vẫn gọi là anh Kim Đồng chứ có gọi là cụ Kim Đồng đâu em. Ở đoạn này là những cái kỷ vật, bên kia là bát nồi niêu của bác này, hồi xưa bác dùng này. À, đồng chí La Thành, đồng chí Nông Thị Trưng, vật dụng của bác dùng ở đấy đấy em. Nốc cây ổi này là tí nữa anh sẽ vào thì anh sẽ chỉ cho em chỗ nơi nốc cây ổi đấy. Ủa là người ta cắt cái gốc nhưng mà cái cây nó vẫn còn. Cây thì mỹ anh nghĩ là cái cây là cái con cây người ta trồng lại thôi, còn đây là cây này. Thì là cái nơi vị trí đấy ấy, dạ. Thì nó cũng có một cái bảng mà em. Cái máy này đúng không? Ba, có mẫu mở 8 ấy. Nhìn sang Trung Quốc ấy. Dạ. Vì đi không? Đi một cây ấy. Đi bộ. Cũng gần thôi mà em. Bali này là... Cái này em được học à? À, sáng ra bờ suối, tối vào hang, cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng. Ờ, cái này là anh cũng được học mà. Cái bài này là cái bài cũng được học.
Và quần áo thứ hai phát đầu hàng Đức 1940 kìa. Phát xuất nhập vào Đông Dương 1940. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lao sáng lạc mới của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tại Cao Bằng sáng lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh, gọi tắt là Việt Minh, sáng lập lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam độ Việt Nam tiên truyền với các nhân tiền thân của hội đồng nhân dân. Em xem này, cái gì đây? Anh cũng chưa biết là nó là cái gì. Đạn đá. Đạn. À. Ngó xem này. Ngói âm dương. Cái này là gạch. À, ngó bên này nhé em. À, đây 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 đây, bên này mới đúng này. À, thành Na Lữ này là hồi xưa là nhà Mạc ấy, thì là ở Hải Phòng với lại là Hải Dương lên. Đạn đá cũng là thành Na Lữ đấy. À đúng rồi, thì nó là ở đây ngói công trình. Tí nữa anh dẫn em vào cái làng Na Lữ này, nó gọi là gần đền Vua Lê đấy. Đồ dùng thường ngày của đồng bào bác bó này. Đúng không? Thường đi gầy này cũng nhỉ? Dao găm. Con trời sao hết mặt cảnh. Sang bên này để đi xe. Không lâu em ơi, mình đi xe thôi. Ngồi ăn bánh uống nước ạ. Anh không ăn kem không? Cái làm này ai cũng thích ăn. Bộ người Tày đúng không em? Em ở Sài Gòn, quê ở Bạc Liêu, công tử Bạc Liêu. À đây đây, xe điện đây này. Đi luôn vào trong không em ơi? Mình cũng phải vào trong này. À vậy vào trong này. À. Hôm nay là anh em đi vào một ngày nó lại bị mưa. Đấy. Đã đến nơi. Hôm nay là mưa mà vẫn có rất nhiều khách du lịch trẻ tuổi đi, đam mê cháy bỏng. Thử hỏi xem bọn em là ở đâu à em gái ơi, bọn em là ở đâu lên? À Hà Nội lên à? Đấy, hôm nay là trời mưa nên là nước mưa một tuần rồi, nên là cái suối Lenin này ấy, ngập nước nó không trong nữa. Thế là được dịp là hai anh em đi lội nước. Nó rộng nó quẩn ở đây. Chảy trong em mình u sâu ấy, sâu ấy, bây giờ là cũng ngập đầu rồi đấy.
nhìn nè, bên kia bên cây à, đấy toàn những cây, còn có những cây lá han đấy, nữa bây giờ nó nữa là gãy ra là ghê lắm, chỉ lấy chỉ cho đấy, nghe nước suối anh chụp ảnh em nhá. Dạ. Về anh làm video đúng không? Anh đăng lên. 1 2 3 đi. Em quay lại đây nè nào. Ok mà. Em cứ đi bình thường đấy nhá. Dạ. Quay đây xem nào. Em nhìn xuống dưới kia đi. Được chưa? Okay. Được chưa? Ok chưa? Ok chứ. Mình cắt. Chụp đây đúng không? Chụp máy anh. Máy em là máy gì đây anh? Samsung đẹp, màu đẹp. Ra cọ nước này. Đấy. Mai em còn đi dép đấy nhỉ. Đây là cái số. Đúng rồi. Em mất đẹp luôn. Ừ. Ai chẳng thích. Kìa đây à. Đây. Đấy, cái cây to đấy. À. Vườn luôn. Ủa, cái này, chỗ này quay được không anh? Có chỗ được cái mà. Có cái. Ấy dạ. Cẩn thận cái này có gai đấy em ạ. Không quay lúc mà em đang ngồi em chơi cái gì. Anh đang quay rồi. À anh đang quay rồi hả? Không có. Em cứ tự nhiên đi. Ôi bướm à. Hoa này là hoa ngũ sắc này. Ừ. Hồi bé là anh cứ nghĩ là nó mọc gần cái hoa kết lợn ấy. Thì anh cứ nghĩ là chỗ này nó như là vườn gì anh nhỉ? Vườn cây lưu niệm. Đây này, cái này là có chứ, có đường xuống. Cái lá này nó sẽ quẹt, mình sẽ bị không sao đâu. Nó bén. Ừ. Ồ. Cái này thường nó sẽ đập xuống mà không không? Nước nó sẽ chảy đầy nhưng mà nó sẽ như là mình nâng lên lên để dã này. Nhưng mà em, ý là nó làm gì ta? Em mới dã không? Em quay ý lại. Ý là nó làm gì không?
Giả gạo đấy. À, ủa, đây là chỗ giả gạo hả? Ừ, xưa... em không biết luôn. Nhờ sức nước để giả gạo. Bây giờ cái vòi này là vòi bé đấy chứ, vòi to nó ta chảy ấy xong nó nhờ sức nước nó nặng ạ, à. Nó nước em khi nước trên đây nó sẽ trong hơn từ từ. Đỡ mất sức à em? Đây này. À. Đúng không? À. Đấy. Em bảo là hồi xưa là nhờ sức nước để đỡ mất sức hơn, em bảo giã bao nhiêu. Giã bao nhiêu thì phải nhờ sức chứ. Sức của nước này nó chảy đầy cái này này. Cái vuông này. À, cái cọ này là bằng tre, bằng trúc với em nhá, bằng cái hóp này, như là cái chỗ kim đồng người ta làm bằng sắt. Ừ. Nhưng mà nó cứ ủa nhưng mà đâu, ở đây là nó tự quay như vậy mà đúng không anh? Chứ đâu có. Đây nước nó đẩy đẩy, à, nước nó sẽ đẩy, nước nó đẩy đi. Nó cứ thế là à. Cứ quay suốt ngày thôi. Vô đi. Nghịch này thích đúng không? Mi nhỉ. Ôi con kia mày. Bên này hai em gái, anh nghĩ là cũng là hai em gái là người đâu? À, Hà Nội. Bạn hai bé hồi sáng chị gặp ở chỗ đợi xe không? Em đợi chị đợi chung chỗ với em, chỗ đợi xe tới tưới nước đúng không? Có duyên thế. À, chị đứng ở chỗ mà đợi xe tới nước đi. Ờ, chỗ cái bến đi. Đứng cạnh luôn hả? Đúng rồi. Trời. Đứng trong chỗ luôn. Vậy hả? Có lên cái xích đu không? Em có chụp ảnh đây không? Đu không biết là có ướt không nhỉ? Em nghĩ chắc là ướt nhưng mà không sao. Mình đã ướt rồi, mình sợ gì. Ừ. Có cái gậy này thì nó tự quay, không cần phải ai quay cho mình cả. Ôi cái hoa này mà nó được nhiều hoa á, thì đẹp lắm hả? Nó đang bị hết hoa. Hoa này là hoa tú. Cầm tú. Dạ, đây là hoa sao. Ủa nhưng mà mình phải đi đường kia. Đây là sao ngắn màu tím màu. Ủa chỗ kia sao là trắng thế nhỉ? Hết bông. Đây hết mùa. Cái hoa đó, mùa này bắt đầu hoa là không gì rồi. Tại vì mưa đó nó dập em ạ. Dạ đúng rồi, cái này phải nắng. Đánh quay ngang có vẻ đẹp hơn. Còn có cái góc nào đẹp là chịu thôi. Quay phim cũng là một nghệ thuật. Chụp ảnh cũng là một cái gì đó là rất là trừu tượng em ạ. Ừ. Tưởng là mất rồi. Đúng rồi, chắc là người ta cũng nghĩ ấy. Trời ơi, tội nghiệp anh ước nghiệp. Rồi. Đây là kính anh chỉ cây lá han đây, đoạn dưới chỗ này. Đi đi, trong này nó không mưa đâu mà em cứ che cho em đi. Trong này không mưa đâu.
Đây là những cây lá han này. Gọi là lá gì ạ? Lá han. Lá han. Ừ. À, tí mình đi vô là đang đi vô giống hang đó không? À, đây mình đang vào vô hang đấy. Dạ. Đây là những cây lá han ấy, có nghĩa là cái cây này mình sờ vào ấy thì nó sẽ ngứa. Ví dụ rồi mình sờ đến mặt nó ngứa khó chịu cực kỳ luôn. Đây này, nó họ như kiểu họ tế tô ấy, đây này. Đây này em thấy nó là đường này. Đây này. Đấy. À là lá đó đó hả? Ừ, đấy những cái lá đấy. Là không đủ. Ừ. Cái này thân gỗ nó mọc có thể là to cao như kia đấy. À có nhiều quá nữa. Ừ. Nhiều mà. Như ở bên này. Bên này chưa thấy. Nó cũng có không có nhiều lắm đâu. Chẳng qua là bảo em nhựa là em động vào ngứa ấy. Dạ. Ngứa gái còn chảy cả máu ấy. Ừ. Ngứa như thế. Từ đây đi vô. Tiếc quá. Đi vô cái hay xa vậy luôn. Đâu mai anh cầm nhau. Dạ không, để anh cầm. Ừ. Ý là còn leo lên cao nữa. À vậy hả? Ừ. Có chỗ bác làm với cái chỗ bác đi rồi, chỗ cái suối đó nó xa vậy. Mà trời lúc này nó không mưa em ạ. Người em còn vứt cả ô đi làm gì nữa. Đi tới đâu quên đồ tới đó chán thiệt. Em nghĩ nó không mưa rồi. Trời nó hửng nắng rồi. Nghĩ vậy luôn đó. Đấy. Cao Bằng. Ai mà ngờ. Thì cái đường này mà. Đây. Cái đường chỗ này bác ngồi cô. À. Chụp cũng đẹp mà em. Đúng rồi, được, thích chụp đường trong rừng cái gì. Đây ta đi. Đây ta đi. Chạy. Được chưa? Nên một tí này, để hang ở này, thấy. Gần lên mà, đúng không? Mình cắt ra xong mình lồng được. Ok. Mình khỏi bỏ tiếng này vô, tiếng mình nói lung tung quá. Mình nói lung tung quá. Đoạn nào không lên trên thì mình bỏ vào đấy. Nào lên trên mình bỏ đi, cắt đi. Đây là cái con nhỏ xíu vậy luôn nữa. Ừ. Đây này. 20 năm trước bỏ hang này. Đảng vạch con đường. Đánh Nhật Tây. Đánh Nhật Tây lãnh đạo toàn dân. Ra chiến đấu. Non sông Gấm Vóc có ngày nay. Hồ Chí Minh. 20 tháng 2 năm 1961. 20 năm sau bác mới quay lại đây, giờ bác mới ghi cái này. Hang Cốc Bó ngày 28 tháng 1 năm 1941. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi qua cột mốc 108 trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng với tên gọi là Già Thu. Những ngày đầu người đã ở đây và làm việc tại nhà ông Lý Quốc Súng. Ngày 8 tháng 2 đến cuối tháng 3 năm 1941. Cô là ở có mấy ngày hả? Người ở và làm việc tại hai ngày. Ở cái gì nè? Cây Cốc Bó mà thằng Bác Bó hả anh? Thằng Cốc Bó. Cốc Bó. Thì nơi đây là Cốc Bó. Nhưng ở trong rất rộng. Để anh bật đèn này. Để anh xem anh trước. Sợ anh sợ đi khó đi. Không đi được. Để anh ngó xem. Có điện mà. Đây. Có điện ngay nhưng mà cái dù phải tới sụp cái dù. Em sụp để dù ngoài luôn được. Ừ, ở đây. Trời ơi. Trời không em? Không không, được. Phải không? Ở trong hang vậy quá hả trời. À. Đó. Wow. Bác Hồ hồi xưa ở nơi này. Đấy, trong này có điện mà em. Đấy. Hôm nay là có một đoạn vậy thôi đúng không anh? Trong này một tí thôi. Có một xíu rồi đúng không? Có xíu xíu này mà. Xíu xíu này là ngủ lắm. Cái chỗ giường của bác kia. Cẩn thận đấy nha.
Còn xuống chút, để em bước chút. Đây này, trước bác nóm lửa đây. Đây, nhưng mà mùa mưa này em nhìn này. Đấy, mình đi vào mùa mưa nước nó chảy ở đây. Nó tọc tạch xuống. Đấy, hôm nay mình đi có một em gái Châu Tú My vào cái hang động này vào mùa mưa. Hang cốc bó vào mùa mưa. Đây này, cấm sờ vào hiện vật này. Giường bác Hồ nghỉ vào làm việc. Chỗ này là đun bếp đấy. Bếp lạnh. Đây này, tượng cá mác này. Em nhìn thấy trên trời. Anh ấy không mang theo cái đèn soi xa rồi. Không thấy được. Là hết rồi, có như thôi à. Rồi một mình bác ở trong đây nghỉ hả con? Đấy, một mình bác ở trong này đấy. Đây mùa mưa nó giỏ nước này em này. Dạ. Những cái nước này nó giỏ xuống nó tích tụ hàng hàng thế kỷ. Hàng nghìn năm thì nó mới đâu thành cái nhú đá. Nhú đá thì nó chạm được với nhau này. Cái này là kiểu như nó có khoáng sản này. Dạ. Nó mẫn màu nha. Có khoáng sản này. Đấy. Hồi xưa là bác ngủ đây đấy. Đấy. Các anh là ở đâu lên Cao Bằng chơi ạ? Người trên này á? Huyện nào bác? Ngay thành phố rồi. Ngay thành phố? Em ở thành phố. À đấy ạ. À khoảng km số 5. Gần 2 cân lợi. À. Đấy, hôm nay là cho các cháu đi chơi. Rồi, mưa quá. Mưa quá nhỉ? Thế là lúc đi thì không mưa đúng không? Đi thì có mức, ít. Đây. Ok. Thôi, làm việc thôi, làm nghỉ ngơi đây này. Cứ lấy, vui là cứ nằm đấy. Anh thấy trong hang là bác sống được, nhưng mà khổ cực. Khổ đấy, bác hoạt động cách mạng này. Tìm đường cứu nước. Action. Người Mông còn trên núi đá cao nữa em ạ. Đi không phải là. Mệt không anh? Mệt. Đi về ăn được cơm. Ngủ 2 giờ cơm luôn. Ôi mấy giờ nhỉ? Hơn 1 giờ. Ủa? Bây giờ luôn. Mày thấy giờ. Okay. Em có mỗi một dĩa bánh cuốn rồi đó. Em chưa đói đâu đúng không? Em không biết nữa. Ô, bụng mình thì biết. Quên đói rồi. À. Tay ôm mệt quá quên đói. Thấy đâu lấy đồ ăn rồi mới biết rồi. Đói rồi mà không. Phải nhìn thấy đồ ăn rồi đó đúng không? Nãy không đi đường nào ta? Hôm nay em bảo không đi. Đột nhiên là đem đến đây, em đi. Cái đường đó là cái đường bằng này. Ừ. Mà mình đi cái đường rất, không có mất gì cả. Đừng quá. Nãy từ chỗ bác. Nên đây là nó chỉ ra đường lại thôi.
mệt không? Ừ. Chưa thấy nhà. Để em thấy cái hoa đỏ tảng đá. Ừ. Cái hoa gì không? Đừng sờ nhé, xem. Ê, ê, ê. Sợ ngứa không à? Không biết. Có mọc từ cây đá? Không. Có dây leo chứ? Cây đá không, cây tấm đi không? Em giật nó thử. Em thấy giống cây tấm đi. À, cắm vô rồi em ơi. Đây. Nó không phải từ bọc nữa, nó làm chuyện gì. Đơn. Tí nữa anh dắt xuống. Kéo nhé, kéo có độ hoa sắc xuống, cái gì này. Nắng rồi đấy. Đã đến nhà ông Lý Quốc Súng. Có nhà không ạ? Có gì không em? Ở trong vườn không nhà trống. Và đây thì có bếp lửa. Thấy nhiều. Ở đây là có cái sàn gỗ này. Là như nhà bình thường thôi. Nó sửa lại nhiều rồi. Ừ. Hồi xưa nhà làm gì đẹp như này. Đúng rồi. Em nghĩ không còn nhiều gì. Còn cái sân rồi. Để gọi là cái nơi làm lại lưu niệm theo thời gian. Khi các bạn lên du lịch Cao Bằng ấy thì tránh xa cái này ra nhá, đừng sờ vào. Nó rất là ngứa. Nhìn tuy rất là đẹp thế thôi nhưng mà nó rất ngứa nha các bạn nhá. Thân là thân gỗ nhá. Mà quả này sờ vào là rất là ngứa. Ở bên kia nó chỉ không có một mình nó. À. Bên kia có hai khóa kìa, thấy không? Nhưng cái cây này tất nhiên là đừng động vào, đúng không? Sợ dạ. Nó ngứa. Dạ dạ. Hoặc là có cái có độc cái gì. Không biết. Nó lạ nha. Nhìn cái là thấy nó liền á. Ừ. Bên kia đó làm điểm đó mà hơi đỏ làm điểm. Đây là núi mà. Chào nhà ông Lý Quốc Súng nha, hai anh em mình xuống dưới. Trượt đấy, thật đấy em. Đá này nó không có vạch. Nguy hiểm. Phật Thánh là Bác Hồ vĩ đại, thánh sống. Người đi tìm đường cứu nước bôn ba từ bến cảng Nhà Rồng. Cái đấy là mình được học mà em nhỉ? Đây đi đường này, đường sang bàn đá. Đi kia là tới đường bằng rồi đúng không? Cái chỗ kia là tí nữa anh em sẽ đi qua bên kia. Là như là hồi xưa là nó có một cái cây cầu mà nước nó lên như này ấy, rồi cầu nó bị đổ, thế bây giờ người ta không làm cầu nữa. Đúng rồi, vào ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch em ạ. Là cái chỗ này là lấy nước thiêng tại đây đấy, nước đầu nguồn đấy, lễ hội đấy. Nó là lễ hội nhá em nhá. Ừ, người ta lên đây từ sáng sớm rồi bắt đầu người ta cho vào cái chum vại, xong rồi hai thiếu nữ xinh đẹp, mấy thiếu nữ xinh đẹp là đi trước đi sau là lấy nước, hứng nước
ở nguồn này về đây, cái ổi ở trong kia đây mình thấy đây, bây giờ là cái ổi con đấy, nó là cái này, nhưng mà cái, nó là cây trong kia rồi, trong cái chỗ nhà trưng bày anh em mình xem ấy. Đưa bác nó ráp luôn, anh chỉ cho em đấy. Dạ, dạ. Cây này là có ôm mà ôm một cái không? Ôm á. Ừ. Tôi ôm á. Ừ. Anh trước là anh ôm một cái. Mà nó chưa chín này. Ăn cái quả này là chấm muối. Nhưng mà chưa chín. Dâu ra ở hang Cốc Bó, hang Cốc Bó. Xem chỗ này nước nó mát không? Ừ. Nó mát được. Siêu lạnh luôn. Em lại nhá. Đã. Đây này. Anh tính người ta hái này để lấy ăn đấy nhá em nhá, này. Mua gì đấy? Mua hai em gái đi. Chào em. Nhớ thấy không? Tí này là tí nữa anh mở kính cho nó gió bay bay nhá. Cảnh núi. Anh ở ngoài thành phố anh lên đây anh còn thấy thích, nên là em là ở anh ở Cao Bằng anh còn thấy thích, nên là em đúng không? Đi là nó vái vài quả đâu cô? Cái đào này. Đào á? Ừ. Cái đào á? Cái đào này của ai hả cô? Cho cháu vặt một vài quả đâu? Sao vặt? Đã. Chưa ăn được mà. Chưa ăn được, chưa nên hả cô? Không ăn được đâu, cái này còn xanh mà. Còn xanh. Ở nhà xíu hả? Mà ý là nhìn không có ra trái đào á. À, em không nhìn ra luôn à? Đào đây em. Cái đào nó hơi có lau bó ngoài. À. Nó không phải là cái trái đào mà đào mà thơm á. À. Nó không có. Nó đào không này. Có lớp lông cái lạnh cái da của nó. Đây nhựa đào này em. Ồ. Đấy. Cái đào.